giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Tham gia cùng chung danh đoàn trong đoàn và đi xuống chùa. Cái mày kìa bé. Ở kia ngồi kìa. Cho con trai tôi ăn thôi. Sáng là bánh mì. Đây.
mì làm sẵn đem thêm xe à. Không, rau hả, rau đây. Cái đầu mình cũng ăn. Dạ, con thấy dài quá. Đây. Đây là MC Gia Chánh trong đoàn. Dài quá, dài. Con của MC ngồi. Biết. Đốt dạ đi. Ủa bánh chay đâu ba? À. Có bánh chay không? Bánh chay à. Từ từ á. Từ từ Vinh nó ăn từ từ con cưng ơi. Con rau không? Ăn đi mình lót nhẹ cái đi. Để nó sốt chan vô. Cái này vậy là bữa ăn điểm tâm sáng. Lót nhẹ cái đi. Quá mát rồi. Nghe lời mẹ đi. Bảo ăn vô con. Mẹ mẹ đâu? Mẹ. Ê, lại đây ngồi đám đông nè. Không phải rồi. Dẹp bánh mì hết à. Anh đánh bài gan. Con bé này nó dẫn đầu lại đám thù chế đến nó rụng bể đầu đó. Mà em. Có gì em nói rụng hết mấy người rồi đó, bể tắt đầu mấy người đó. Mình ăn lốt nhẹ đó. Tính ra bể nào thật bể mình đó. Quên bỏ đói rồi. Ăn gì mà ngon quá à. Cái mì tương đó. Cái mì này nó chưa có lần nào mà ăn được 5 ổ chứ. Hai ổ vậy. Mấy ổ rồi? Mấy ổ. Lúc đó còn kìa. Nhưng vô. Nè, cút. Bánh mì kìa. Này bên miền phải không vợ? Quay ngon rồi. Bên miền á. Bên miền á, con miền á. Con miền. Có mình tới đây à.
đang ăn đó con. Đẹp quá ha. Hả? Ấy thì bỏ cái áo xuống rồi là. Ở đây là chùa Bãi Ớt, và trước cửa chùa là một bãi biển. Còn cứ ăn thêm nè. Đang ăn không? Cái gì vậy?